Ồ, các bạn thấy con Hugo lên táp không? Chết mẹ nè con. Ồ, con Hugo bự quá các bạn ơi. Đó, ăn chưa? Hình như nó ăn rồi các bạn. Cho nè, biết lắm mà. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Chào các bạn nha. Hôm nay thì Tám lại tiếp tục mời các bạn cùng Tám lang thang với niềm đam mê sông nước các bạn ơi. Điểm câu hôm nay thì tập cũng tại một con sông nhỏ của thị trấn Mỹ An, xã Mỹ An nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì cũng 8 giờ mấy rồi. Tám thì mới tới thôi. Sáng giờ ông trời hôm nay thôi. Các bạn thấy hôm nay ông trời có bộ cũng hơi bị buồn các bạn. Đây. Mây đen thui luôn các bạn. Không biết hôm nay có câu kéo gì được hay không nữa. Nhưng đã tới đây rồi thì thôi các bạn. Đây các bạn nhìn ở dưới bờ kinh nè. Lục bình bích kính hết nha các bạn. Có đoạn trống thì đoạn bích. Ở dưới đây thì bà con người ta chặt mấy cái cây người ta dục xuống. Thì cá nó ở đây nó ở rất là nhiều các bạn. Nóng nực quá các bạn ơi, đeo cái này vô nóng nực quá. Mà ra đường mà không có cái này là bị dịch liền nha các bạn, đang mùa dịch quá trời. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ cùng Tám nha. Mát quá các bạn, hôm nay trời mát quá. Vô nhìn thấy cảnh quan sông nước, giờ thấy lúa, đã cánh đồng lúa bạc ngàn đẹp quá trời đẹp. Đây, thích ghê là thích luôn các bạn. Cộng với gió, tiếng gió liêu riêu rồi tiếng chim hót líu lo. Tự nhiên muốn làm thơ các bạn ơi. Thôi thì mình câu nha, khi nào mình cảm thấy hứng hứng là mình sẽ làm thơ cho anh em nghe. Rồi anh em đón xem nha. Các bạn thấy con Hugo lên táp không? Chết mẹ nè con. Ồ, con Hugo bự quá các bạn ơi. Đó, ăn chưa? Hình như nó ăn rồi các bạn. Cho nè, biết lắm mà. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ôi trời. Hú, ra thôi. Thôi. Các bạn thấy vừa xuống cái nó bay ra nó táp ghê không? vừa nhấp chấm lao nó táp liền các bạn. Ghê không? Trời ơi, nó làm như nó chầu chật cái đâu sẵn ở đời nào á. Nữa các bạn thấy nè. Có một đúng một vàng ta, không tới vàng ta nha các bạn. Có 18 phân cỡ khoảng 17 18 phân thôi. Mà nó vàng vậy đó các bạn. Các bạn thấy nè, đồng lúa người ta cắt hết rồi nè ha. Đó. Thấy mê quá. Khủng. Quá khủng. Nhấp luôn nha các bạn. Cá cũng ngon nha các bạn.
Chỗ này là ngon rồi nè. Tiếp tục nha các bạn. Có nó đã lao lên liền các bạn. Nhấp nhấp gì đã lao lên nó táp liền. Ăn rồi. Đó. Chết mày nè, chết mày nè con. Trời ơi, trời ơi. Này, nay chơi chuyển hệ nha các bạn. Thứ hai nha các bạn. Các bạn thấy không? Nhấp giới là lao là đóng liền luôn. Nó làm như cái chầu chật tám mà nó không rài vắng nang từng lễ là như nó nhớ tám làm sao các bạn. Đã nha các bạn. To này các bạn. Con nãy bự hơn con này nhiều nha các bạn. Mà con này cỡ này nè. Các bạn thấy sướng không? Rồi để mình dở. Nước trên đồng lúa mùa này là trên đồng người ta lúa nó chín hết rồi các bạn ơi. Còn dễ không? Các bạn. À, không biết lớn nhỏ đây. Ăn rồi nè. Ui da, ui da. Được rồi. Ui da trời ơi. Quá đã các bạn ơi. Ui trời ơi. Wow. Lâu lắm bây giờ mới gặp mặt lắm. Wow. Thả ra không? Thả cỡ này thì quá là phê rồi các bạn ơi. Quá phê. Quá đã. Còn ha. Còn ha. Hey. Hôm nay thì cá nó hơi nhát các bạn, nước cạn quá. Tuần lễ nay tuần rồi mình đi nó cũng cạn các bạn, nhưng mà không bằng hôm nay. Hôm nay cạn quá. Qua nay nước cạn quá trời. Con dế không các bạn, nhấp nước cạn quá nó nhấp nó cũng ăn, nhưng mà nó nhát lắm các bạn. Mấy bữa nhấp là nó ăn liền, nước nhiều nhiều nhấp để xuống ăn, nhiều khi nó bay lên nó táp. Tiếp tục nha các bạn. Còn các bạn ơi, còn chi tim mà. Mình nhấp cái kiểu này mình nhớ hồi lúc còn nhỏ đi nhấp lúa đó các bạn. Tới tới mùa lúa là đi nhấp về cá bự thôi, cá to không các bạn. Đó. Tìm. Ăn rồi các bạn. Có nữa nè. Ui, con này hơi nhỏ. Trời ơi, chết cha trời ơi, cái con bự nó vô nó nằm kế bên nó dùng lùm tim. Ôi ôi. Nha các bạn. Này gió quá các bạn ạ. Ui, nó vô các bạn. Vô xì tim quá trời rồi. Gió quá các bạn ơi.
Lại con lớn nó vô nó nằm đây nè các bạn, nằm bên góc này đó, nó vô xì tim thấy không. Ồ ôi các bạn thấy nó xì tim không, dễ chưa, nằm đó nè, nước cạn quá nó vô nó cũng nhát lắm các bạn. Ừ, thấy nó xì tim vòng vòng chưa. Dế này không ăn cái mình dở lên mình đã chứng kiến xuống là rút rồi các bạn. Đợi mọi chứng kiến thôi các bạn. Đó, chứng kiến nó ăn liền không? Dế nó không ăn chứng kiến ăn liền không các bạn? Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi lên một lùm tim chết tôi. Trời ơi. Ngu ngô nữa. Các bạn thấy mình nhấp dế rồi nó ăn vừa ba con rồi bắt đầu nó không ăn nữa các bạn thấy không? Giờ chứng kiến xuống là nó nhảy vô lùa liền các bạn, mà nước cạn quá. Nó ngậm chứ nó không có nuốt. Mình mới xảy con lên tim quá trời một lùm. Con này bự dế nó bự luôn. Rồi, tiếp tục với các bạn. Nếu mà không ăn thì mình xả mồi. Con vô. Biết dám ăn lại không biết. Còn nữa các bạn. Không biết phải nói không biết. Rồi có rồi, nó rồi các bạn. Ui da trời ơi. Gì ghê hả? Ui da trời 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 trời. Gì ghê hả? Cái gì vậy? Trời trời. Cái gì ghê hả? Kìa con gì trời ơi, con cá chê. À. Con cá chê trắng đã ghê là đã này. Ôi trời. Tưởng đâu con Hugo gì mà nó bự dữ vậy, coi đứng cái rô nào nó bự dữ vậy các bạn. Ô con cá chê trắng đã quá các bạn ơi. Cá này thì cái lườn ở dưới này là ăn nó dai vô địch luôn các bạn. Cá chê trắng mà nó vàng ươm luôn các bạn. Cá này coi phải chê dừa không. Cái này chê dừa quá ta. Chê trắng các bạn ơi. Không phải chê dừa. Đã quá. Tưởng đâu con cá rô Hugo chứ. Mới xảy con bự quá rồi tưởng đâu nó. Con này chút đem về làm ăn bác ạ. Đấy cá rô thì mình thả chứ con này về nấu canh chua với lại kho đồ ngon lắm các bạn ơi. Con này chơi trắng. Đã quá. Mấy con cá rô nó xì tim ở trong mấy cái lùm ở trong mấy cái kẹt đó các bạn. Nó nuốt rồi. Trời ơi. Đã quá các bạn ơi. Ôi con này nhỏ nè, con nãy kia táp kìa. Cái con này nó ra nó giành mồi của mấy con kia các bạn ơi. Cái gì làm chút các bạn ơi. Nắng quá, mệt quá. Này gió quá gió các bạn. Uống miếng nước cái rồi mình tiếp tục các bạn. Hôm nay thì mình câu hai loại mồi nữa các bạn, 10.000 dế thôi các bạn, 10.000 dế với lại ron thiên kiến, 100.000 chứ, mình móc lỗ các bạn, móc lỗ xong rồi các bạn giục miếng thiên kiến các bạn giục xuống đó các bạn đi chút các bạn ơi quay lại á, là dế thì cứ để xuống là dứt thôi, chứ mình câu chứng kiến câu câu chứng kiến cá còn phá quá. Cho nên phải thủ theo ít dế các bạn. Lại cũng mua 10.000 dế. Rồi tiếp tục thôi các bạn. Cá ăn nha các bạn. Phải mày không? Vậy mà được. Ôi sao sao. Ôi sao rồi. Quá đã quá đã. Cá chê trắng nữa các bạn ơi. Nãy giờ cá chê trắng này nó phá mình rồi các bạn. Con này nhỏ à.
Nay nay nước cạn đụng bày cái chê trắng rồi các bạn ơi. Chê trắng này là số 1, con này nhỏ quá, để chút mình cũng thả luôn các bạn. Tiếp tục các bạn ơi. Có nè, nè nó vô nó xì tim rồi các bạn. Cạnh dưới á. Chết mày là con, đâu có thể xảy nữa các bạn. Bạn thấy không, nhấp dế sướng không, chơi khác người nha các bạn. Xả dùng rồi các bạn, nhấp dế nó nhạy hơn nha các bạn. Đây rồi nha các bạn, xé các bạn, xé cái chỗ cái bụng này nè, đó, nó lòi cái đường trắng trắng này ra là cá nó xuống nước đó, nó có cái màng đó các bạn, cá nó mê lắm các bạn. Hôm nay mình chính thức thay đổi chút xíu về kỹ thuật câu nha các bạn. Câu một thứ hoài, thứ nhất là coi nó chán lắm các bạn. Thứ nhì là con cá này nó ăn kỳ đồ, hugo vô các bạn ơi. Đó, đó, nuốt rồi đó, nuốt rồi đó các bạn, hugo rồi đó, cho nó nuốt sâu sâu các bạn ơi. Đó, biết lắm mà, biết lắm, biết hugo mà. Đó, chết tôi rồi, trời ơi, xảy con tức quá các bạn ơi, con nó to, ghê là to luôn. Nhấp nhấp miếng dế là nó lên, nó xì tim, mà mình thấy nó xì tim mình biết rồi, nghi rồi. Mình để cho nó đi thịt, nó đi qua, nó đi lòng vòng, mình để cho nó nuốt coi, mà cuối cùng vẫn xảy các bạn. Nước cạn quá. Cá nó hốt rồi, nó vô, nó hốt, nó chạy, chứ nó không có dám, nó không có dám chần chừ các bạn. Thôi, mình me nó, mình nhử nó cái nữa coi, coi nó vô không vô, mình xả lỗ này, mình qua lỗ kia, câu lại các bạn. Chà, cà phê. Trời ơi, con cá phi nó lú mở lên. Không biết nó ăn không đây. Cá phi này nha các bạn. Rồi nó xuống á. Không biết phải nó ăn không biết. Ăn rồi nè. Cái gì, ui trời ơi. Quá đã. Con cá phi nó lên, nó lú mỏ mà con cá rô nó ăn các bạn ơi. Lớn vô các bạn ơi. Nó mới xì tim của này nè các bạn. Nước cạn quá. Có một tấc nước. Ăn rồi các bạn. Nước cạn quá, cá nó ăn nhát quá. Ui sao rồi, quá đã. Nước cạn quá, cá nó nhát quá các bạn ơi. Còn cỡ khoảng 3 ngón tay các bạn. Caro, chứ không phải coffee đâu, coffee cũng ăn vậy đó. Cá gì? Ô sao không? Ô sao? Quá đã các bạn ơi. Chết cha, nhướng cái cục nước bình rồi xảy luôn à. Thôi ơi, xảy rồi các bạn. Đứt lưỡi luôn rồi. Trời. Các bạn ơi, không biết lớn hay nhỏ đây, để xuống là ăn liền đây, ăn từ từ, bữa này chắc cá lớn á.
nó nè, biết lắm nè. Ồ, quá đã các bạn. Vừa đủ phê các bạn ơi. Quá sướng. Ngon quá các bạn. Được thôi, chứ không lớn lắm các bạn. Mình hấp đi. Tìm cái gì. Ồ, ăn rồi các bạn ơi. Con này chắc chậm rồi. Quá đã. Tiểu tử. Ăn rồi các bạn. Ăn rồi nè. Lắm rồi. Cá ăn nhát quá, nước cạn cá nhát quá. Ăn rồi. Úi trời. Ăn rồi các bạn ơi. Gì đâu mà lý tí không. Clip rồi. Ăn đi tụi bay ơi. Ăn rồi các bạn. Không biết lớn hay nhỏ đâu. Bự rồi. Nhỏ rồi. Đủ ngon thôi, không lớn lắm. Coi chứ cỡ này là phê lắm nha các bạn. Cỡ này giờ là giờ phê lắm nha các bạn. Cỡ này là hơi hiếm rồi đó. Hên hơn gặp được con hai con à. Ở đây chắc ít đồng chứ đâu có ít nuôi hả? Ít nuôi mà trong chuồng xảy ra. Nhưng mà ở đây đâu có ai nuôi ít. Xì tim trong này nè, trong cái kẹt đó, đó. Nó cạn quá nó không dám ra ăn. Ô, ăn liền luôn hả? Đó, đó. Ăn liền rồi nè, mày hả mày? Mày hả mắm? Ra luôn các bạn.
đi ra nắng biết mình mấy cơ, trời ơi các bạn nhìn thấy cái nó đen sao mà đen dữ vậy ta, hay là do dạ ánh sáng mặt trời, hay là mà sao hôm nay mình đen dữ vậy, không mà đen thiệt các bạn ơi. Trời ơi đây nè, khúc này còn đỡ đỡ, khúc ngoài này trời ơi nó đen như Campuchia. Tiếp tục dài mồi các bạn ơi. Thôi về các bạn ơi, tối rồi, 6 giờ rồi, 6 giờ tối. Trời ơi đó rồi, con đó tôi hôm nay được một thùng cá này các bạn, ghê không? Thùng cá khủng khiếp không? Mà này cá khủng không nha các bạn, đây nè con này mới khủng nè, ghê không? Ồ cá đẹp quá các bạn, giận hực à không? Đây nè thấy chưa, quá đẹp. Chim là đừng nói nha. Ồ. Cái này để làm lấy cái ảnh đại diện cũng đẹp, hai tay hai con. Anh em xem mà xem chứ đừng có nghĩ ngợi gì nha, tại vì mình không ăn thì mình thả thôi chứ mình không có ý gì nha anh em. Rồi thôi mình thả nha các bạn, quá trời luôn các bạn ơi, thả xuống đây. Quá đã. Ui xa. Rồi kết thúc một ngày câu tốt đẹp các bạn. Xung quanh đây ếch nó kêu quá trời, là bữa nào chắc mình làm cái clip nhấp ếch các bạn ơi. Đang câu hồi nãy trời ổng mưa lắc rắc mà ếch nó kêu quá trời. Bữa nào làm cái clip nhấp ếch. Để coi thử coi có không. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Xem có thấy hay thì like, đăng ký kênh ủng hộ Tám nha các bạn. Tám thì thật sự là mê nhất là cá sặc rằn các bạn, nhưng mà thấy anh em thích câu cá rô, mê thích coi xem clip cá rô thì mình cũng cố gắng làm clip cá rô cho anh em coi. Rồi tạm biệt anh em nha.